Ánh à, việt rạch, hỏi bài minh phí trả lời Đức Thị vào thư viện ăn Tại nghe Ánh việt Cô Hoa thân mến chào tất cả các con. Cô Hoa rất vui khi được gặp lại các con trong tiết học ngày hôm nay. Ngày hôm nay cô Hoa sẽ đem đến cho các con một bài học vô cùng thú vị. Các con có tò mò muốn biết bài học đó là gì không? không để các con chờ lâu hơn nữa cô hoa mời các con quan sát vào bức tranh dưới đây bạn nào giỏi có thể cho cô hoa biết con thấy gì trong bức tranh trên à cô hoa rất khen các con trong bức tranh trên có rất nhiều loài vật đúng không nào trong đó có hai chú bọ rùa đang ôm nhau và xung quanh là các loài vật đang mừng rỡ đúng không nào Vậy thì các con đã đoán được, tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ liên quan đến loài vật nào chưa nhỉ? Đó chính là loài bọ rùa. Cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu tiết tiếng Việt 2, bộ sách Chân trời sáng tạo, bài 1 Bọ rùa tìm mẹ. Cô mời các con ngồi học thật đẹp và chú ý lên bài giảng của cô Hoa để tìm hiểu nhiều điều thú vị nhé. Đầu tiên, cô mời các con quan sát vào bài tập số 1. Phân loại các từ ngữ trong khung vào ba nhóm. À, các con hãy đọc to cho cô hoa các từ ngữ ở trong khung. Đúng rồi, đó là vàng, cao, hiền, ngoan, xanh, tím, tròn và vuông. Vào ba nhóm như sau. A à, chỉ màu sắc của vật, B chỉ hình dáng của người, vật và C chỉ tính tình của người. Như vậy, ở bài tập này, chúng mình hãy đọc thật kỹ các từ trong khung và điền vào vở bài tập. Từ nào chỉ màu sắc thì các con hãy điền vào nhóm thứ nhất. Từ nào chỉ hình dáng thì các con hãy điền vào nhóm thứ hai và từ nào chỉ tính tình thì các con hãy điền vào nhóm thứ ba bây giờ các con hãy quan sát vào bài làm của cô hoa các từ ngữ chỉ màu sắc ở đây là vàng xanh và tím các từ ngữ chỉ hình dáng của người và vật là cao tròn và vuông Cuối cùng, các từ ngữ chỉ tính tình của người là hiền và ngoan. Cô Hoa chúc mừng các con đã hoàn thành tốt bài tập số 1. Bây giờ chúng mình sẽ cùng tiếp tục chuyển sang bài tập số 2. Đánh dấu tích vào ô trống trước câu nói về màu sắc của bông hoa cúc. Bông hoa cúc. Bông hoa cúc vừa mới nở Bông hoa cúc vàng tươi và bông hoa cúc có nhiều cánh. Như vậy, trong bài tập này, các con hãy đọc thật kỹ ba câu trên và đánh dấu vào ô vuông mà ô vuông đó chỉ màu sắc của bông hoa cúc. Bây giờ, chúng mình hãy cùng cô phân tích từng câu nhé. Câu số 1: Bông hoa cúc vừa mới nở. Thì đây là một câu chỉ về thời điểm nở của hoa cúc đó là mới nở. Câu số 2, bông hoa cúc vàng tươi. Ở đây có từ ngữ vàng tươi chỉ màu sắc. Đây chính là câu chỉ màu sắc của hoa cúc. Và câu số 3, bông hoa cúc có nhiều cánh. Ở đây không có từ ngữ nào chỉ màu sắc của hoa cúc. Do vậy, chúng mình chỉ đánh dấu tích vào ô vuông thứ hai Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập số 3. Viết 1 đến 2 câu nói về màu sắc của một vật. Trong bài tập này, trước hết các con sẽ tìm ra những từ ngữ chỉ màu sắc của sự vật. Cô ví dụ như đỏ thắm, vàng tươi, xanh biếc, trắng tinh. Sau đó, các con hãy đặt câu chứa từ ngữ chỉ màu sắc đó. Trên màn hình là ví dụ mẫu của cô Hoa. Hè đến, hoa phượng nở đỏ rực khắp sân trường. Trong câu này có từ ngữ nói về màu sắc là đỏ rực. Tương tự như thế, các con hãy viết cho mình những câu nói về màu sắc của sự vật thật hay và nắn nót vào vở bài tập. Trước khi kết thúc bài, chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang một bài tập vừa học vừa chơi. Đó là bài tập số 4, Tô đường bọ rùa về nhà. Chúng mình hãy chú ý vào màn hình của cô Hoa. Bọ rùa đang lạc mẹ và quên mất đường về nhà. Trên đường đi có rất nhiều khó khăn và thử thách. Chính vì thế, các con hãy giúp bọ rùa bằng cách tô màu vào đường đi để bọ rùa có thể đoàn tụ với mẹ Lưu ý rằng chúng ta hãy quan sát thật kỹ đường đi, không được la cà vì trên đường rất là nguy hiểm. Để cứu được bọ rùa, các con hãy cố lên nhé! À, vừa rồi các à, vừa rồi các con đã đưa ra các đường giúp bọ rùa tìm về với mẹ. Bây giờ các con hãy cùng kiểm tra đáp án với cô Hoa. Đầu tiên, chúng mình sẽ đi từ sành biếc đến chăm chỉ. Sau đó, chúng mình sẽ rẽ xuống. Chúng mình đi tiếp cho đến ngã ba. Đến ngã ba, chúng mình rẽ vào dịu dàng và vui vẻ. À, mẹ của bọ rùa đây rồi. Bọ rùa gửi lời cảm ơn đến các con đã giúp đỡ cậu ấy tìm về với mẹ Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các con đã lắng nghe vào bài giảng của cô Hoa. Trong bài giảng ngày hôm nay, các con yêu thích bài tập nào nhất? Hãy chia sẻ cho cô Hoa biết nhé! Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con ở những video bài giảng tiếp theo. Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của về rách